Xin chào quý khách hàng đến với kênh YouTube Nhà đất Hoàng Tiến trên bán nhà quận Gò Vấp, quận Tân Bình, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Cũng như trên kênh hệ thống Zalo, Facebook và fanpage Nhà đất Hoàng Tiến.vn. Buổi chiều ngày hôm nay, Nhà đất Hoàng Tiến xin gửi đến quý khách hàng một cặp nhà phố được thiết kế rất là đẹp, nằm trong khu nhà lầu đồng bộ thuộc đường Phạm Văn Chiêu, thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài của cặp nhà mà hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến đang muốn gửi đến quý khách hàng. Cũng như cặp nhà này thì đang có diện tích từng căn là ngang 4m và chiều sâu căn nhà lên đến 13m và được anh chị nhà đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu. Công năng sử dụng của căn nhà mình thì sẽ có gara để xe hơi, phòng khách, phòng bếp, cũng như mình sẽ có 4 phòng ngủ chính và 5 nhà vệ sinh, phòng thờ, giặt và thương thượng trước sau. Hướng chính của căn nhà mình là hướng chính bắc, phù hợp với chàng thuộc mệnh Đông Tứ Trạch. Và đây là khu vực mặt tiền chính phía ngoài căn nhà. Căn nhà mình thì nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ. Khu này thì đã xây dựng xong và đã bán, cũng như các hộ gia đình đã dọn về ở hết rồi, thì chỉ còn lại 2 căn nhà duy nhất. Thì hôm nay Nhà đất Hoàng Tiến xin chọn căn mé bên tay phải để quay video, cũng như gửi đến quý khách hàng đang có nhu cầu và đang muốn sở hữu cho mình một căn nhà. Chỉ với giá hơn 7 tỷ là quý khách hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và đã được anh chị chủ nhà phun nội thất tặng kèm này. Thì căn nhà mình được thiết kế mặt tiền với ban công vuông, cũng như lan can được làm bằng sắt, và trần thì được anh chị nhà ốp nhựa giả gỗ, trang trí rất là đẹp. Và phía bên ngoài mình có những cái mảng cây xanh trang trí rất là đẹp. Và mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài cũng như con đường ở phía trước để khách hàng tham quan. Thì căn nhà mình nằm trong khu phân lô, và đặc biệt căn nhà mình thì chỉ có một mặt nhà thôi, cho nên là khu vực phía trước mình có thể để xe hơi cũng như xe gắn máy ở phía trước rất là thoải mái. Mình sẽ không sợ bị rầy la, cũng như phía trước thì mình có một con đường rộng lên đến tầm khoảng 5m, hơn 5m, khoảng 6m. Xe hơi mình có thể di chuyển cũng như mình có thể tránh nhau, hai cái tránh nhau rất là thoải mái và rất là rộng rãi. Cũng như căn nhà mình thì nằm trong khu nhà lầu đồng bộ và nằm trên một con hẻm cụt rất là an ninh. Rồi mình cùng nhìn lại cái khu vực mặt tiền chính phía bên ngoài căn nhà và di chuyển vào khu vực bên trong của căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế với hai lớp cửa. Phía bên ngoài mình sẽ có một bộ cửa cuốn để bảo vệ cho căn nhà của mình. Tiếp đến mình có thêm một bộ cửa bên trong, cửa 4 cánh được làm bằng nhôm xin pha, kính cường lực 10 ly với hai lớp cửa để bảo vệ cho căn nhà thì rất là kiên cố và chắc chắn. Di chuyển vào bên trong là khu vực để gara xe căn nhà. Thì sàn nhà mình được lót gạch đá bóng kính 80, hai bên tường thì mình cũng được ốp gạch đá cao lên khoảng 3m. Và phía bên trên mình có hệ thống đèn chiếu sáng, và mình có một cái đèn chùm ở khu vực không gian phòng khách ở dưới tầng trệt của căn nhà. Nếu như nhà mình tạm thời chưa có xe hơi thì mình có thể sử dụng khu vực ở dưới tầng trệt này mình làm phòng khách. Và nếu như mình có nhu cầu để xe hơi thì phòng khách mình đã được anh chị nhà thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng của căn nhà rồi. Và căn nhà mình thì đã được anh chị nhà phun nội thất tặng kèm, và toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được anh chị nhà để lại hết cho khách hàng. Và chỉ với giá 7 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng là khách hàng có thể sở hữu ngay cho mình một căn nhà đẹp đã bao gồm tặng toàn bộ nội thất bên trong. Đây là khu vực cầu thang căn nhà. Thì căn nhà mình được thiết kế cầu thang nép sang một bên, cho nên là căn nhà của mình rất là thoáng và rất là mát. Được anh chị nhà thiết kế để gia đình mình có xe hơi mình để vào bên trong căn nhà. Và di chuyển là khu vực phía sau là khu vực không gian phòng bếp căn nhà. Thì mình sẽ có một bộ bàn ăn đã được anh chị nhà đóng sẵn để tặng kèm, cũng như tủ bếp, kệ bếp căn nhà mình được làm bằng chất liệu gỗ An Cường rất là đẹp. Và mình có khoảng không gian để tủ lạnh khá là rộng, và hai bên thì mình có những cái tủ để mình có thể để đồ vật dụng vào bên trong gia đình mình, rất là rộng rãi và rất là thoáng mát. Với một căn nhà được thiết kế theo mẫu nhà mới đẹp năm 2022 và nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà mình thì nằm ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Huy, gần với lại ngã ba cây Trâm, trường học An Hội, trường học Phạm Văn Chiêu. Và đặc biệt của căn nhà mình thì mình có con đường phía trước rộng lên đến tầm khoảng 6m, và xe hơi xe tải thì mình có thể đậu ở phía trước căn nhà mình khi mình chưa có nhu cầu di chuyển vào bên trong căn nhà. Thì khu này thì cũng được các anh chị có để một số
Có một số xe hơi là đi làm về thì anh chị đang để ở phía bên ngoài trước khi mình di chuyển vào nhà. Và di chuyển lên khu vực tầng lửng của căn nhà thì mình sẽ đến với là khu vực không gian phòng khách. Căn nhà mình thì được thiết kế cầu thang nép sang một bên, cho nên là khu vực cái sảnh ở hành lang cầu thang này thì khá là rộng, được các chủ nhà đóng sẵn cho mình một cái tủ để trưng bày những chai rượu và những cái lọ hoa cũng như những cái đồ dùng của gia đình, là sách vở và những cái bức tranh ảnh giống như những cái huy chương, thì mình có thể để vào khu vực không gian những cái tủ ở khu vực hành lang cầu thang này, rất là đẹp. Và di chuyển là khu vực phía sau là không gian phòng khách của căn nhà, thì phía ngoài có những cái lam để trang trí, và bên trong thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa được anh chị nhà đóng sẵn để tặng kèm lại cho cái nhà. Thì không gian phòng khách thì mình sẽ có một bộ bàn ghế sofa tặng kèm, cũng như xung quanh tường thì được anh chị nhà ốp nhựa giả gỗ trang trí rất là đẹp. Và phía sau mình có một cái giếng trời để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Và với căn nhà có bề ngang lên đến 4 m và chiều sâu căn nhà lên đến 13 m, và được anh chị nhà xây dựng hết đất cũng như được đúc kiên cố một trệt một lửng và 3 lầu, thì mình sẽ có khu vực ở dưới là khu vực để xe hơi và phòng bếp ở phía sau căn nhà, cũng như phòng khách được anh chị nhà thiết kế đưa lên phía bên trên tầng lửng. Và 2 lầu thì mình sẽ có 4 phòng ngủ và tới 5 nhà vệ sinh. Khu vực sân thượng thì mình có phòng thờ bên trong và phòng giặt ở phía sau, cũng như phía trước là khu vực để mình vui chơi cũng như hóng mát. Rồi bây giờ mình sẽ di chuyển vào bên trong căn nhà đã được các chị nhà thiết kế full nội thất tặng kèm này. Thì phía ngoài sẽ có một bộ cửa được làm bằng gỗ, và bên trong căn nhà mình thì cũng được các chị nhà thiết kế full nội thất. Mình có giường, tủ, kệ để tivi, bàn trang điểm, bàn làm việc. Và đặc biệt phía trước căn nhà mình sẽ có ban công ra bên ngoài vui chơi hóng mát. Với căn nhà nằm trong khu phân lô nhà lầu đồng bộ, một cái khu rất là an ninh và rất là đẹp, chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu tầm cỡ khoảng độ 50 đến 70 mét thôi, là quý nhà hàng đã sở hữu cho mình một căn nhà được thiết kế full nội thất nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh, một con đường kết nối qua các tuyến đường cũng như qua các quận lân cận như quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Thạnh và Phú Nhuận, với một căn nhà được thiết kế rất là đẹp, full nội thất tặng kèm. Và đặc biệt mỗi phòng ngủ căn nhà mình sẽ có tủ quần áo riêng biệt, cửa sổ để lấy gió và ánh sáng, rất là thoáng và rất là mát. Đây là không gian phòng ngủ thứ hai của căn nhà. Căn nhà mình thì được thiết kế có tới 4 phòng ngủ và đã được anh chị nhà ở full nội thất 3 phòng. Anh chị để lại một phòng để gia đình mình có nhu cầu cũng như có đồ dùng với gia đình thì mình có thể mang tới và mình bỏ vào sử dụng, cũng như gia đình mình có nhu cầu đóng thêm một phòng còn lại thì anh chị cũng sẽ làm cho gia đình mình. Và với căn nhà chỉ với giá 7 tỷ 500 triệu đồng, còn thương lượng mạnh là quý hàng có thể sở hữu cho mình căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng, anh chị mình có thể mua bán cũng như công chứng sang tên trong ngày, rất là thuận tiện. Và đặc biệt căn nhà mình thì đã được anh chị nhà sắm nội thất tặng kèm, thì khi quý nhà mua căn nhà này thì mình không phải tốn tiền để sắm nội thất. Với căn nhà phía trước là toàn nhà lầu, cho nên là một cái con hẻm rất là an ninh để quý hàng mua để ở, mở văn phòng công ty cũng như để xe hơi ở phía trước căn nhà, rất là thuận tiện. Với một căn nhà cũng như một khu nhà lầu, và khu nhà này thì rất là VIP, khu nhà chọn lọc. Ở phía trước mình có chỗ để xe hơi cũng như trước khi mình đưa vào nhà. Và với căn nhà được thiết kế cầu cầu thang nép sang một bên, cũng như nhà vệ sinh nép sang một bên, cho nên là khi mình bước chân vào bên trong căn nhà thì mình sẽ không nhìn thấy nhà vệ sinh, và nhờ vậy thì cái phòng ngủ của căn nhà mình sẽ rộng hơn, với hai cái nhà vệ sinh được thiết kế song song với lại
Cầu thang. Và di chuyển lên khu vực phía trên là khu vực phòng thờ ở bên trong của căn nhà. Thì được anh chị nhà thiết kế rất là rộng. Và phía trước thì mình có khoảng sân để mình vui chơi, hóng mát. Đặc biệt của căn nhà này thì nằm tại trục đường Phạm Văn Chiêu, ngay ngã tư Quang Trung, Phạm Văn Chiêu cũng như Phan Rí, và gần với lại sân bay Tân Sơn Nhất thành phố Hồ Chí Minh, cũng như gần trung tâm của thành phố, và chỉ cách đường trục chính đường Phạm Văn Chiêu tầm cỡ khoảng độ 5 đến 70 mét thôi là quý hàng có thể sở hữu cho mình một căn nhà đã có sổ hồng riêng, giấy tờ pháp lý rõ ràng. Và từ vị trí căn nhà mình di chuyển về sân bay thì rất là gần, chỉ tầm cỡ khoảng 5-10 phút thôi. Và mình về trung tâm thành phố thì tầm cỡ khoảng độ 15 đến 20 phút thôi, rất là thuận tiện. Và phía sau căn nhà là khu vực phòng giặt và sân phơi. Các hộ gia đình thì đã về ở hết rồi. Rồi video nhà đất Hoàng Tiến đến đây xin được kết thúc. Hẹn gặp lại quý nhà trong những video tiếp theo.